Camera cận cảnh đã từng đề cập đến rất nhiều tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra trên đường, để lại những hậu quả không ai mong muốn do sự thiếu ý thức và thiếu trách nhiệm của những người tham gia giao thông trên đường phố. Và lần này sẽ là tình huống nào xảy ra đây? Camera an ninh ghi lại được. Đồng hồ hiển thị lúc này là 6 giờ sáng. Đường rộng nhưng khá vắng xe và trời đang mưa nên mặt đường trơn trượt. Có một chiếc xe máy đang chạy phía bên kia đường. Cùng lúc đó, chiếc xe tải chạy vụt nhanh qua và đèn phía sau trên xe tải vụt sáng. Liệu có tai nạn xảy ra chăng? Nhưng không. Tuy lao rất nhanh trên đường, nhưng hai chiếc xe này không hề xảy ra va chạm với nhau. Bỗng nhiên, từ phía sau một chiếc xe tải phóng rất nhanh và nhá đèn hai bên hông xe liên tục, rồi đột nhiên tông thẳng vào và leo hẳn lên giải phân cách giữa đường. Chiếc xe tải lật ngang trên đường, văng bánh ra xa. Rất may mắn là trên đường không có xe cộ qua lại, nếu không hậu quả để lại sẽ rất nặng nề và nghiêm trọng. Đây cũng là bài học đáng nhớ cho người tài xế này, chạy xe dưới trời mưa, đường trơn trượt mà không hề giảm tốc độ, không kịp xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên đường. Nhưng trong trường hợp này, phải chăng người tài xế bị tai nạn đã ngủ gục trong giây lát hoặc quá mệt mỏi cho nên mất tập trung? Thêm một bài học nữa cho những người lái xe trong trời mưa. Còn với các bác tài xế chạy xe tải đường dài, nếu cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi, không đủ tỉnh táo để lái xe an toàn thì hãy chạy thật chậm, quan sát thật kỹ. Nhưng tốt nhất là tìm một chỗ đậu xe an toàn hoặc vào quán cà phê nào đó để nghỉ ngơi chợp mắt. Cho đến khi nào thật khỏe khoắn và tỉnh táo, rồi hãy tiếp tục cuộc hành trình. Điều này tuy có mất thêm vài chục phút, nhưng sẽ góp phần đem lại an toàn cho bản thân người lái xe và cho những người khác.